thành một người mẹ, khi mà Phương trở thành một người mẹ rồi thì Phương luôn có một cái cảm xúc đặc biệt hơn, nhiều cái lòng trắc ẩn và cái sự cảm thông nhiều hơn cho cái mũi mẹ để con. Phương nhận thấy ở em, Phương cảm thấy rất là xót thương ở cái việc là bất cứ một đứa trẻ nào khi nó sinh ra đời, lẽ ra là nó phải được sống trong một cái hoàn cảnh tốt nhất có thể. Và trong khi những cái bé, trong khi nhiều em bé khác thì có được những cái điều đó, nhưng mà bé thì không có. Không những là bé không có được một cái nơi sống bình thường như nhiều em bé khác, hay lại có một người mẹ đang bị rất là nhiều bệnh. Và không nhìn thấy được bé đã phải cố gắng nhiều trong việc là tự chăm sóc cho mình, tự chăm sóc cho mẹ mà vẫn phải hoàn thành việc học. Phương rất là xót thương về điều đó. Thì Phương nhìn thấy con Phương, những người xung quanh, Phương thấy được những người mẹ muốn mang được cái điều tốt đẹp nhất cho con như thế nào. Nhưng mà trong gia đình của cô thì cái điều đó chỉ có thể nằm ở trái tim của người mẹ thôi. Còn cái việc mà Phương thấy được cái sự bất lực của người mẹ khi mà để lo cho bản thân mình còn khó, chứ thật nói là lo cho con có một cuộc sống tốt hơn. Mọi người cũng từng hỏi Phương là khi mà cái lịch làm việc quá nhiều, bay đi bay lại nhiều như thế, có lúc một lúc mà Phương cũng bị kiệt sức, cũng bị gục khoảng 2-3 tuần, nghĩa là Phương bị bệnh á. Và mọi người hay hỏi là nó khó khăn như thế nào, nhưng mà thật ra khi mà Phương nhìn hoàn cảnh như thế này, Phương cảm thấy nó chẳng đáng là cái gì hết trơn. Nó chẳng là cái gì, nó chỉ là một chút mệt một chút vậy thôi, chứ còn mình đã cũng quá nhiều so với họ. Cũng có lúc để Phương bay rồi, vì là mẹ nên Phương muốn gần con, Phương đưa con bay theo, rồi lại bay về, bay ra, bay ra, bay vô. Lúc mệt quá để con lại ở Hà Nội thì Phương lại bay vô thật Sài Gòn làm việc, lại bay ra thăm con, liên tục, có thời gian là 2 ngày bay một lần. Thì đúng là Phương bị kiệt sức thật. Nhưng chỉ cần là mình biết cách mình cân bằng nó lại, mình biết cái nào quan trọng cho mình chọn cái công việc đó, hoặc là mình biết cách, mình biết rằng là khi mình mệt hãy dừng lại tất cả, mình nghỉ đã, thì mọi thứ nó lại trở lại bình thường. Cho nên đối với Phương những cái đó, những cái khó khăn đó nó không đáng là một cái gì so với những gì mà những người nghèo mà Phương thấy phải chịu đựng. Lẽ ra một cái điều tất yếu trong cuộc sống là những đứa trẻ nó phải có một cái quyền được sinh ra và sống trong một hoàn cảnh tốt nhất có thể để nó phát huy tất cả những gì mà tốt nhất trong cuộc sống của em. Nhưng mà Phương chừng được người mẹ đó có cái sự bất lực của họ, cô vừa cái bất lực về cơ thể, về thể trạng của mình, cái sức khỏe, và cô cũng bất lực về việc làm không thể nào mà lo được cho cô nhiều hơn. Thì khi mà Phương nghe về cái câu chuyện của họ, là Phương hình dung ở trong đầu Phương là họ sống như thế nào ở tại cái bãi đất trống đó, và dựng tạm cái trời lên mẹ thì vẫn thật như vậy, mà con cái điều đáng quý là em bé của con muốn học, những cái điều rất là xúc động. Mà Phương cũng không biết như nào, Phương mọi người đều muốn giúp đỡ mọi người, nhưng mà cái số lượng người mà khó khăn trong cuộc sống quá nhiều. Phương tin rằng tất cả những em bé khi nó sinh ra đời nó đều là những thiên tài cao cấp của bé, nhưng có điều là cái môi trường sống, về chế độ ăn uống, chế độ dinh dưỡng, và những cái áp lực, cái khắc nghiệt của cuộc sống nó sẽ khiến cho em bé nó không thể phát huy được những cái tố chất đó. Điều đó rất là đáng buồn, rất là đáng thương. Thì cuộc sống của Phương thì Phương nghĩ là hiện tại thì Phương hạnh phúc với cuộc sống của mình. Nhưng mà nó không có nghĩa là nó sẽ hạnh phúc hoài nếu như mình không cố gắng mỗi ngày. Trong bất cứ một cái, trong Phương tin là trong mọi thứ, học tập, công việc, cuộc sống gia đình hay trong mọi thứ, mọi mối quan hệ, nếu mà mình không cố gắng, mình thay đổi hoặc mình hòa hợp với cái người đó, mình tìm ra những cái điểm chung để mà mình vun đắp cho cái việc hay là cái mối quan hệ đó, thì nó sẽ khó mà tồn tại được lâu. Nên cuộc sống của Phương bây giờ là như vậy. Phương yêu gia đình mình, nhưng mà Phương cũng biết rằng là Phương sẽ phải nhìn thấy cái tương lai mà mình sẽ phải làm như thế nào để cái cuộc sống đó sẽ tồn tại được lâu hơn, nó sẽ hạnh phúc kéo dài, và mình sẽ làm được nhiều điều hơn cho con, cho gia đình và cho cả xã hội nữa. Phương đi lại thì nhiều, mà cái thời gian mà Phương đi lại nhiều nhất là cái lúc hồi dịch cơ. Dịch xong rồi hết dịch, xong lại dịch lại, thì lúc đó là Phương quay trong Nam. Thì Phương thời gian đầu Phương cũng mang con theo, rồi nói chung là chăm, mình đi quay xong về nhà thì chăm con. Thì sau đó thì cực quá, cho nên là mình quyết định là thôi mình để con lại ở Hà Nội, rồi mình đi vô. Mà đi vô xong thì nhớ con cứ 2 ngày bay ra lại thăm con một lần.
tùy theo cái lịch quay thì như vậy rồi cuối cùng là cũng cực quá. Mình bay nhiều quá, khi mà cái cường độ bay mặc dù người ta nghĩ là ngồi trên máy bay thôi chứ có làm gì đâu, nhưng mà thật sự khi mà lớn xuống cái áp suất cùng áp lực xuống cái việc mà đi rồi cái việc mà mua vé máy bay rồi mỗi cái tính toán thời gian nó cũng khiến cho mình bị kiệt sức á. Thì có thời gian là sau đó không bị kiệt sức, không bị gọi là kiệt á, bác sĩ nói là không bị mệt á, thì nó không phải cũng hơi 2-3 tuần á. Rồi sau đó thì mình biết không, mình biết không có dám, thì mình cân đối lại thì Phương sẽ tùy thời điểm ưu tiên công việc là ở miền nào thì nó cũng tùy vào cái thời điểm đó, cho Phương không thể nào mà đi lại hai nơi quá nhiều như vậy được.